39번. 이 근처에서 노란 책못 보셨어요? 이 근처에서 노란 책못 보셨어요? 이 근처에서 노란 책못 보셨어요? Bạn không nhìn thấy cái gì? Cái túi màu, cái gì? Cái quyển sách màu vàng À, đây à? ở gần đây à? 혹시 이 상자에 들어있던 노란 봉투요? 혹시 đúng không? 이 상자에 들어있던 노란 봉투이죠? Đúng Có không? phải là cái túi màu vàng để trong cái thùng giấy này không? 이 상자에 들어있던 노란 봉투이죠? Các bạn đã hiểu chưa? Rồi, con đã Noran hiểu rồi ạ. bông thu là cái túi màu vàng ở trong cái thùng này không? Được chưa? Nè. 아니요. 아니요. Không Không. phải. 38번. 어제 보험 상담 받은 안내 책자인데 조금 작아요. 그럼 어제 청소당번에 받은 안내요. 어제 보험 상담 받은 안 어제 là sang tam được không? Bohom đúng không?받은 Bohom anne là gì? Hướng dẫn hướng dẫn đúng bảo không? hiểm. Bohom anne sang tam đúng không? Tư vấn hướng dẫn Tư về vấn bảo hiểm ngày hôm qua. Nét check trainde. anne check chay đây là quyển sách hướng dẫn về bảo hiểm hôm qua đúng không? Nghe lại câu này nha. 요. 어제 보험 상담 받은 안내 책자인데 조금 작아요. 어제 là gì? Bohom sang tam anne check Rồi. day đúng Cái quyển hướng dẫn về bảo hiểm nó nhỏ nhỏ, nó hơi nhỏ nhỏ ấy. được chưa? Oje đúng không? Bohom sang cha anne đúng không? Check chay tệ. Cho cơm cha cải ồ. Nó hơi hơi nhỏ. Nhỏ nhỏ. 그럼 어제 청소당번에게 한번 물어보세요. Đúng không? Ở trên Trong trong số tang bom ế kê. tăng bom Tang bom là đến lượt đúng không? Ở trên trong số tang bom ế kê. Mua lo bù xèo. Hãy hỏi cái người mà gì? Dọn vệ sinh hôm qua. Đến lượt dọn vệ sinh hôm qua. Các bạn hình dung rồi chưa? một Có máy. Nhân này đang tìm cái gì các bạn? tài liệu màu vàng quyển sách màu vàng quyển không sách hiểu màu sao tên vàng này á, người ta đang tìm cái quyển gì? Oche là gì? Bohom sang cái cha quyển hướng dẫn bảo hiểm ấy Bohom sang cái tam tệ. Không nghe được câu này à? Oche đúng không? Bohom sang tam anne check chai tệ. Đó là quyển sách gì? anh đang cha của nó ba đúng rồi Ba Gì? Đúng không? Hướng dẫn đúng không? Tư vấn về bảo hiểm. Đang đi đấy người cái này quyển sách hướng dẫn này đúng rồi đang nên mua Sinchat thì người con trai này đang tìm việc đang làm cái gì các bạn đang tìm cái quyển sách hướng dẫn đúng không hiểu chưa? rồi. Chứ không phải câu một là lô ran sau là hồ sơ màu vàng không? Không phải. Câu này là đánh lừa các bạn đúng không? Lô ran bông thu tức là cái phong bì màu vàng. Mới đầu người ta bảo là có phải là cái phong bì màu vàng có trong cái hộp đấy không thì người này bảo làm sao? À nhiều. Ờ chê đúng không? Ờ chê. Bohom sang tan ăn nay chép chay tề cho cơm cha cày nó chốt ở cái câu này hiểu chưa? Nhưng không hiểu lắm nhưng bắt được cái từ anh ấy chắc cha. Rồi, nào nghe nha. Nghe lại một lần nữa nha. 다시 들으십시오. 이 근처에서 노란 책못 보셨어요? 혹시 이 상자에 들어있던 노란 봉투요? 아니요. 어제 보험 상담 받은 안내 책자인데 조금 작아요. 그럼 어제 청소당번에게 한번 물어보세요. được chưa? Grom Nè. là gì? Oche gì? Trong số tăng bon là đến lượt đúng không? Eke mua lô bô xèo đúng không? Hãy hỏi cái người mà gì dọn vệ sinh hôm qua đến lượt dọn vệ sinh hôm qua.
thì mình sẽ chọn câu Bạn. ba một đó. Ba. câu này xong chưa? Câu Rồi một, các bạn. hãy chọn cái giống với nội dung. Kỳ tà là gì các bạn? Chuyện Di đó. chuyển Lam bật Phiên. Lam Phiên là gì? Nam phiên là chồng bật chồng Sao chồng chê đúng không? Lam Phiên vào chích trang như nào cô? Không có từ gì mới đúng không? Chúng ta nghe nhá. Các bạn nghe hai lần xong cô mới giải thích.40번. 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 제가 다니고 있는 공장을 옮기고 싶어서 전화했어요. 공장에 무슨 문제가 있나요? 아니요. 공장에 문제가 있는 건 아니에요. 그럼 왜 옮기려고 하는데요? 남편도 한국에서 일하는데 남편이 일하는 공장하고 너무 멀어요. 죄송합니다만, 사업장에 문제가 있으면 몰라도 개인적인 사유로는 직장을 옮길 수 없습니다. 다시 들으십시오. 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 제가 다니고 있는 공장을 옮기고 싶어서 전화했어요. 공장에 무슨 문제가 있나요? 아니요. 공장에 문제가 있는 건 아니에요. 그럼 왜 옮기려고 하는데요? 남편도 한국에서 일하는데 남편이 일하는 공장하고 너무 멀어요. 죄송합니다만, 사업장에 문제가 있으면 몰라도 개인적인 사유로는 직장을 옮길 수 없습니다. Có một vợ. Là Có chốt lại, một. người này có chưa có chuyển đi công ty không? Không chuyển được ạ. Không. Tại sao người này Lý do cá nhân thì không thể chuyển được. thế tại sao người này lại muốn chuyển công ty? Muốn đến gần chồng. Không. Quốc. Thực ra vì lý do cá nhân thì mình có chuyển được công ty không? Có. Không. Cô Không không. đã giảng kỹ cái này Không. chưa? Còn bốn trường hợp mình được chuyển công ty đúng không? Cô đã giảng kỹ rồi mà. Câu này cô có cần dịch từng câu không? Không có. Không. Không gì? Đấy. Online tuyệt vời đấy. Các bạn khác không? Các bạn khác mình làm được chưa? Các bạn khác không cần cô giúp nữa không? Các bạn cứ mạnh dạn, các bạn nói ra không ngại đâu nha. Đi thi trượt thì mới là ngại, chứ còn học không không chưa rõ và cô giảng lại thì bình thường, hiểu không? Chốt nào, có cần cô giúp đỡ không? Cậu ơi. Nào, nghe lại nghe một lần nữa nha. Nghe từng câu mà cô giải thích cho. Nghe.40번. 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 그거? 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 그거? 외국인 근로자. Các bạn biết rồi đúng không? Yeah. Tôi là Người người. lao động, người lao động nước ngoài. Động nước ngoài này. Tập trung nào. 제가 다니고 있는 공장을 옮기고 싶어서 전화했어요. 저는 다니고 있는 회사. 옮기고 저는 다니고 싶어서 있는 전화했어요. 회사를 옮기고 싶어서 전화왔어요. 네. 저는 다니고 있는 회사를 옮기고 싶어서 전화왔어요. tức là gì? Tôi Tôi gì? muốn chuyển Vì tôi muốn chuyển nên tôi đã gọi chuyển điện này, thoại đến. chuyển công ty. 공장에 무슨 문제가 있나요? 공장에 무슨 문제가 있나요? 공장에 Công ty có무슨 vấn đề gì vậy?문제가 Công있나요? ty có vấn Ở đề gì? công ty bạn có vấn đề gì thế? Dạ. 아니요. 공장에 문제가 있는 건 아니에요.
nhiều công trang ấy muốn chế cái lên con In à đem cơn ái nhiều. đúng không, Không có việc. công trang Hoặc em là muốn chế cái lên con á đi hiểu, cái á đi hiểu cực kỳ quan trọng trong lúc các bạn làm nha. Thì các bạn chú ý cái á đi hiểu này, và thứ hai là cái bô ta được chưa, công trang em muốn chế cái lên con á đi hiểu, không phải là công ty có vấn đề đâu. 그럼 왜 옮기려고 하는데요? Rồi, về ông kia là cô hân đề. Rồi, về ông Tại kia sao là lại cô muốn hân đề. chuyển công ty? Đại Chuyển công chuyện. ty. Thế thì tại sao lại muốn chuyển công ty? 남편도 한국에서 일하는데 남편이 일하는 공장하고 너무 멀어요. Làm biển. Đó, làm Đô biển. Đúng không? Tôi Hàn Quốc làm in cùng. hà nâng tê. Đúng không? Làm biển tô. Hàn Quốc sao in hà nâng tê. Làm biển qua. Nó mù mòn lòi ồ. Nhưng lại quá xa với chồng của tôi. Đúng không? Thương. Chơi sông ham đi tả mạn. Đúng không? Chơi sông ham đi tả mạn. Đúng rồi. Xin lỗi, nhưng mà Nhưng mà 사업장에 문제가 있으면 몰라도 sao chàng ấy muốn chê ca ít miền môn la tô đúng không, sao chàng ấy muốn chê ca ít miền môn la tô đúng không, mặc dù tôi không biết là công ty bạn có vấn đề gì hay không đúng không,개인적인 사유로는 kê in cho kinh sa du lân đúng không, kê in cho kinh sa du lân với lý do gì, lý do cá nhân, kê in do là cá nhân, đúng không, sa du lân với lý do Kane, cá nhân đúng không, chắc cá kê nhân, in in sao rồi lên직장을 옮길 수 없습니다. chị chẳng ơn ôm kinh su ọp xương đi ta, nó chốt là Không cái câu thể. kê in sao rồi lên đúng không, chị chẳng ơn ôm kinh su ọp xương đi ta, không thể chuyển công ty với lý do cá Cá nhân. nhân. Tashi 들으십시오. 여보세요? 저는 외국인 근로자인데요. 제가 다니고 있는 공장을 옮기고 싶어서 전화했어요. 공장에 무슨 문제가 있나요? 아니요, 공장에 문제가 있는 건 아니에요. 그럼 왜 옮기려고 하는데요? 남편도 한국에서 일하는데 남편이 일하는 공장하고 너무 멀어요. 죄송합니다만, 사업장에 문제가 있으면 몰라도, 개인적인 사유로는 직장을 옮길 수 없습니다. Được chưa các bạn? Rồi ạ. Các bạn đã hiểu câu này chưa? Thế là gì? Rồi. Người này, con gái này có chuyển được công ty không? Không trả nữa ạ. Không chuyển được công ty. Đã hiểu chưa? Monkey 40번. 여보세요? Thì chúng ta tạm dừng ở đây nhá. Nè. Các bạn thật thành công nhá. Bạn nào mà sắp thi thì nhớ inbox Zalo cho cô tạo mã để thực hành trên máy tính nhá. Được Cô thực hành chưa? online được không hay là phải đến chỗ cô hả cô? Cứ ở đâu các bạn có internet các bạn thực hành được. Vâng, mới lại em